Nhà đất Ngọc Hoa xin kính chào quý khách hàng đã quay trở lại với kênh YouTube bán nhà gỗ, bán nhà tân bình của nhà đất Ngọc Hoa.com. Hôm nay nhà đất Ngọc Hoa lại tiếp tục gửi đến quý khách hàng một căn nhà nhỏ nhỏ xinh xinh nằm ngay trục đường của đường Phan Huyết, phường 12 quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và căn nhà này thì có một diện tích đó là ngang 3m8, độ dài đó là 8 và được thiết kế là 1 chiều 1 lầu. Và được thiết kế là một phòng khách, một phòng bếp và hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh. Và căn nhà này thì gia chủ đang chào bán với giá đó là 2 tỷ 750 triệu đồng thôi. Giá này thì đang còn thương lượng chính chủ nha quý khách hàng ơi. Và đây là mặt tiền chính của nhà của chúng ta. Mặt tiền thì được gia chủ thiết kế rất là đẹp nha quý khách hàng. Rất là vuông vắn. Phía trước chúng ta có một ban công đua ra. Rất là hiện đại nha. Và đây thì ở phía bên trong căn nhà của chúng ta. Bên trong căn nhà của chúng ta thì gia chủ đã thiết kế cho quý khách hàng đó là toàn bộ nội thất rồi. Và khi mua nhà thì gia chủ sẽ tặng lại cho quý khách hàng nha. Và đây là khu vực phía bên trên trần này. Trần này thì có hệ thống đèn chiếu sáng, trần thạch cao. Và đây thì chúng ta có một bộ ghế sofa. Và khi mua nhà thì gia chủ sẽ tặng lại cho khách hàng luôn nha. Xung quanh tường thì gia chủ thiết kế rất là đẹp. Và đây thì em cũng xin giới thiệu thêm thì nhà của chúng ta thì cắt mặt tiền của đường Phan Huyết thì tầm 100m thôi. Và con hẻm trước nhà của chúng ta thì 3m. Chúng ta chỉ cắt hai xẹt của đường Phạm Văn Chiêu thôi. Chúng ta đi đáp phía trước thì chúng ta rẽ bên tay trái hay bên tay phải thì chúng ta đều ra được Phan Huyết nha. Rồi chúng ta cùng coi vào khu vực phía bên trong nha. Phòng khách thì chúng ta đã coi rồi nha. Rồi kế bên khu vực giữa nhà thì chúng ta có khu vực cầu thang. Cầu thang thì được thiết kế đó là tay vịn được làm từ gỗ căm xe. Gia chủ lót đá hoa cương và kính cường lực 10 ly nha. Gia chủ thiết kế rất là hiện đại. Một căn nhà chỉ có một mức giá chỉ hơn 2 tỷ đồng một chút xíu thôi. Chúng ta đã có đầy đủ nội thất rồi. Và phía trước mặt quý khách hàng đó là khu nhà bếp nha quý khách hàng. Phòng bếp này thì gia chủ thiết kế rất là rộng rãi. Chúng ta có tủ bếp này. Phía bên trước thì chúng ta có máy hút khói. Tủ bếp này thì được gia chủ thiết kế làm từ gỗ ván ép nha quý khách hàng. Mặt đá thì mặt đá hoa cương. Và tại đây thì chúng ta có một nhà vệ sinh và nhà tắm. Nhà vệ sinh đây. Và khu vực vòi tắm. Một căn nhà thì có giá là 2 tỷ 750 triệu đồng thôi. Giá này thì đang còn thương lượng nha quý khách hàng ơi. Một căn nhà thì có diện tích ngang 3m8, độ dài là 8 nha quý khách hàng. Và giá này thì đang còn thương lượng nha. Và căn nhà này thì là có hướng Tây Nam, phù hợp cho khách hàng phong thủy Tây Tứ Trạch nha. Và giờ em sẽ mời khách hàng cùng theo trên em cùng di chuyển lên khu vực lầu 1 chúng ta cùng tham quan nha. Và đây là khu vực lầu 1 của chúng ta. Lầu 1 của chúng ta thì có hai phòng ngủ. Và đây là khu vực phòng ngủ phía trước. Phòng ngủ này thì chúng ta có hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống trần thật cao. Phía trước thì chúng ta có cửa sắt này. Rất là hiện đại, gia chủ thiết kế rất là kiên cố. Phía trước thì chúng ta có một ban công. Gia chủ chừa chúng ta tầm một chút xíu. Chúng ta có thể mở cửa ra chúng ta lấy gió nha. Rồi chúng ta cùng ra khu vực phòng ngủ phía sau nha. Và đây là khu phòng ngủ phía sau. Căn phòng ngủ đây. Chúng ta có thể đặt vừa một chiếc giường và một kệ tivi và tủ quần áo nha quý khách hàng. Và đây là khu vực nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh thì chúng ta có một bậc tam cấp đi lên nha. Đó. Nhà của chúng ta thì rất là thông thoáng. Chúng ta có một không gian giếng trời được gia chủ thiết kế ở giữa nhà này. Và chúng ta cùng coi nhà vệ sinh và nhà tắm nha. Nhà vệ sinh đây. Và đây là nhà tắm nha quý khách hàng. Chúng ta có một bồn rửa tay ở đây nữa này. Đó. Rồi, và em cũng xin nhắc lại căn nhà này có một diện tích đó là ngang 3m8, độ dài đó là 8. Và có hướng là hướng Tây Nam, phù hợp cho quý khách hàng phong thủy Tây Tứ Trạch nha. Và giá thì là 2 tỷ 750 triệu đồng thôi. Giá này thì đang còn thương lượng như quý khách hàng. Nếu quý khách hàng nào quan tâm đến căn nhà này thì hãy liên hệ đến nhà đất Ngọc Hoa nha. Và nhà đất Ngọc Hoa cũng xin kính chào quý khách hàng.